nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một cái CPU thì tình trạng nó bị mất mất nguồn nha các bạn thì bây giờ mình sẽ bật cái nút nguồn à thì các bạn thấy quạt nó cũng có quay ha nó ra thì trước tiên các bạn phải kiểm tra cái dây nguồn ha có thử dây nguồn nó có điện không rồi tiếp tới thì các bạn phải kiểm tra cục nguồn ha thì kiểm tra cục nguồn có hai cách các bạn cách thứ nhất thì các bạn nối dây À, thay cái cục nguồn này bật một cục, cục, cục nguồn khác để các bạn kiểm tra cục nguồn sống hay là không và cách thứ hai à, là các bạn à, lấy một cọng kẽm nối sợi dây màu xanh với lại sợi dây màu đen thì lúc này thì quạt nguồn nó sẽ quay và các bạn sẽ biết được nguồn nó còn sống hay là đã chết ha thì cách kiểm tra nguồn cũng rất là đơn giản các bạn Rồi bây giờ mình sẽ rút ra mình chỉ cho các bạn dây nào là dây xanh ha đó các bạn thấy không dây xanh Và dây đen ha các bạn nói với cộng dây xanh và dây đen bằng cộng kẽm ha các bạn chọc vô Thì nguồn nó sẽ động, tự động nó sẽ kích Nhưng mà các bạn lưu ý phải rút uh, rút nguồn ra khỏi men ha và cái rút dắt 12V uh, ra khỏi men luôn thì các bạn test nha thì các bạn cẩn thận ha thì ok thì bây giờ mình sẽ uh, lấy cái cục nguồn khác để mình test cái cây cpu này coi thử là nó bị hư nguồn hay không ha thì cái quá trình kiểm tra nguồn là như vậy đó cũng rất là đơn giản rồi thì đây thì đây là cái cục nguồn mới mình thấy mình mới thay nha bây giờ mình sẽ kết lại cho các bạn coi ha à, mình cấm nguồn đưa. rồi bây giờ mình sẽ kết lại cho các bạn xem đó thì nguồn nó quay hoặc siêu quay thì chứng tỏ là cái nguồn kia nó bị hư rồi các bạn thì bây giờ là việc các bạn chỉ cần thay nguồn thôi ha thì các bạn lưu ý khi mà test nguồn thì các bạn nên rút các dắt của ổ cứng ra ha hoặc là có các thiết bị ngoại vi khác à, liên quan tới nguồn thì các bạn cũng nên rút ra thôi ha rút ra ha à, chỉ để những dắt CPU và dắt main thôi.